Ngon quá. Nè, nè, cầm với mẹ, cầm với mẹ. Nằm xuống. Nằm xuống, nằm xuống, nhắm lại, đừng cười, đừng cười. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, nhắm lại, nhắm lại, nhắm lại, nhắm lại, nhắm lại. Dạ, dạ. Trời ơi. Trời đất ơi, con ơi là con ơi, trời ơi coi sao không, cái tội ghê chưa, trời ơi tội quá, trời quá đất luôn. Lành lắm đó mà bây giờ đó bệnh phải nằm yên một chỗ kìa, thấy tội ghê vậy đó hả, trời ơi. Nhỏ nó lạnh lắm á. Thì biết nó lạnh lắm, bệnh mà phải lạnh chứ. Vậy lấy mền nó đắp luôn hả? Ủa, à, nè, thôi nè, mẹ đắp luôn cho nó. Trời ơi, mẹ nó ngồi đó mà phủ lên người mẹ nó luôn. Thì đó, đắp lên coi. Trời ơi, con ơi, thấy thương quá à. Nó bị cái gì vậy em? Dạ, con em nó bị ong chích. Trời ơi, ong chích thôi ông mà chích đó, ông chích. Làm lố lắm luôn á, ngài chú Đức. Thì ong chích. Anh Tùng, bộ con em bị ong chích nó nhẹ lắm, sao anh nói nghe nhẹ hẳn vậy? Không phải, vấn đề đây là ong chích thì mình uống thuốc, mình thoa thuốc là được rồi. Còn chú Đức nói là bác sĩ trả về, bệnh viện trả về, anh tưởng nó là sắp đi rồi không à. Trời, chú Đức, chú nói gì vậy chú Đức? Ở đâu ra mà chú nói con nó bị trả về vậy chú Đức? Chú nói thiệt, chú giống như cái máy photocopy mà để vô cái phóng bự ra, để vô cái phóng bự ra không nghe chú. Trời ơi, chú không thương con hả? Một thân gái một mình nuôi hai đứa con, mà bây giờ con nó bệnh như vậy. Trời ơi, mẹ xin lỗi con. Kenny ơi, mẹ xin lỗi con. Thôi, mày đừng có khóc. Trời ơi, nó bệnh thì nó cũng sẽ hết bệnh thôi, có gì đâu phải lo. Nhưng mà tao nói thiệt, mất đứa này thì cũng còn đứa kia. Rồi như mà ăn Candy nó có cái gì thì cũng còn Winder. Chứ có cái gì đâu mà mày tiếc mày nữa. Chú ơi, chú mới nói gì hả chú? Ê, ta nói bộ con bệnh gì? Chú vui lắm mà chú. Không có. Ta nói ta nói cái gì có duyên chút xíu đi chứ mà cái này kỳ lắm. Biết rồi, biết rồi. Nếu như mà mày mắc đi làm rồi Winder đi học, thôi để tao qua đây rồi tao chăm sóc cho nó, cho ăn Candy nè, tao lo được. Vậy mới có duyên nè. Sớm láng giềng thương nhau, hiểu không? Chị chăm sóc cho nó, lũi mày đi làm tao chăm sóc cho. Ôi, trời ơi chú rảnh quá không? Dạ con cảm ơn chú, nhưng mà thôi chú, con một mình thân gái ở với hai đứa con, chú đi ra đi vô người ta nhìn vô người ta dị nghị con, bất công người ta tưởng hai chú chứ gì đó, chú hiểu không? Dị nghị gì? Nói kỳ mày, tao cũng có cái giá của tao nghe. Trời ơi, tự nhiên rồi cứ nói cái gì mà tầm bậy tầm bạ, thằng nào con nào nói cái kiểu đó hả? Trời đất ơi. À Thôi, nhỏ nó con bệnh. Con nó bệnh. Ngủ không được la, nó giật người giật mình con kìa. Thôi. Trời ơi, vô thăm bệnh người ta mà hung dữ quá trời. Không, không, không biết lắm, nóng tánh mà. Xúc phạm đến nhân phẩm ta không chịu. Chú ơi, thì con biết là chú có ý tốt nhưng mà... Thôi, con không cần chú đâu. Anh Tùng, anh có sẵn lòng giúp đỡ em không? Thì có gì thì nhắn anh. Vậy thôi, giờ anh với chú Đức, với chú cháu mình về chú ơi. Thôi. Cho bé nó nghỉ. Thôi, chú Đức về được rồi. Anh ở lại đây có gì phụ em chăm sóc. Chú Đức có chân, chú Đức tự về được mà. Chú, không mấy chú tự về nha. Để chú ở lại với cháu đi, Candy thấy thương. Biết đâu chú nhìn nó như vậy nè, rồi mấy cái mục trên mặt của Candy nó lặn hết rồi sao? Chưa bao giờ thấy ai lì như ông nội hàng xóm này. Đúng là kỳ đà cản mũi mà. Cái này. Dạ hả? Dạ con đi xuống công viên chơi tí. Nè, ai cho con đi chơi? Mẹ đã dặn là tuyệt đối ở nhà, không được ra khỏi nhà, không được tiếp xúc với bất kỳ ai mà ai cho đi chơi hả? Mà ở đâu ra bây giờ đi chơi? Không xin phép mẹ. Rồi coi cái mặt nè, chơi làm sao rồi quẹt chày hết của mẹ rồi. Rồi đây mặt cho mẹ coi. Nè,
Bây giờ thôi đừng có ra ngoài, ở trong nhà thôi nha con. Mẹ biết là con ở nhà bực bội bức bối, nhưng mà tuyệt đối không được ra đường, nhớ chưa? Dạ. Chơi là không có lấy tay quẹt lên mặt nha. Dạ. Nó chơi hết mấy cái đó của mẹ rồi. Ráng đi con, ráng đi. Vì sự nghiệp ngày mai có ba. MCV. Đi qua sofa chơi, không có đi ra ngoài. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Không có đi lung tung. Ba, ba. Chị đây nè. Cô chị đâu rồi? Chị đây nè. Đâu? Ba, ba. Đâu rồi? Chị đây nè. Ủa nhớ chị ở đây mà. Chị ở đây nè. Em không bắt được chị đâu. Chị sẽ bắt được chị rồi đó. Ủa đâu rồi? Lưu lưu. Ủa? Mất tiêu rồi ta. Em không bắt được chị đâu. Ờ. Chị đây nè. Ây da. À đau quá. Ủa, anh bị sao với mình? À, bắt được anh rồi. Em ăn dao quá à. Ê, ăn dao mới bắt được chị chứ. Ừ. Không biết đâu đó chị ơi. Này đem bịt mắt cho. Ôi chị tôi bắt thấy em bịt lâu quá. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Bê, bê, bê. Anh chị đang chơi cái gì vậy? Đang chơi bịt mắt mắt dê. Cho em chơi vậy? Được, nhưng mà với điều kiện người nào mới vô chơi là người đó bị bịt mắt. Cho chị chơi. Ủa, mà sao mặt em bị ông chích kìa? Chích có xíu à. Bữa ba Tùng nói với anh là em bị ông chích đó. Đó, quá trời luôn nè. Đâu có gì đâu. Ủa, ủa, sao tự nhiên bôi là hết vậy? Ừ, sao kỳ vậy? Bị mặt. Thì thôi bây giờ chơi đi chị hai. Ừ. Bật mắt em đi, bật mắt em đi. Rồi, xoay lại. Nhanh lên chị hai. Ừ. Rồi. Chị đây nè. Chị đây nè. Bè, 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 bè. Đây nè, đây nè. Bè, 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 bè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Sao chị có xuống đây nhỉ? Trời đất ơi, sao mặt mũi con tèm lem vậy nè. Hai hai đứa con úp mặt vô tường đi. Ủa, mà tụi con có lỗi gì đâu mà phải úp mặt vô tường. Ờ thì cô là người lớn, cô nói hai đứa con úp mặt vô tường đi, úp mặt vô tường đi. Cô kỳ quá à, tụi con có làm gì sai đâu. Tụi bay không úp thiệt. Cô úp con cùng, qua đây. Trời ơi, mẹ nó giận rồi. Không có chạy ra đường, tự nhiên chạy ra đường chứ. Cho nó mặt mẹ nó tèm lem hết trơn nè. Cô đang làm gì em vậy cô? Chấm lại cho nó đậm nè con. Bay hết rồi. Ai, chỉ lúc nãy em bô được đúng không cô? Ừ, đúng rồi. Này! Ờ, úp mặt vô tường. Cô nhìn hai cái áo này, đừng tính đèn đỏ, khó chịu quá. Đi! Ờ, cô kỳ quá à. Mày còn mặc màu cam nữa. Đi! Chán đi. Mẹ, ừ? Sao mẹ chấm con hoài vậy? Mẹ đã giận rồi. Vì sự nghiệp gì nhớ không? Vì sự nghiệp có ba nên mình phải chấm, hiểu không? Dạ. Ừ. Hai đứa nhỏ làm gì? Hello anh Tùng. Dạ, cô nội nhờ con câu quán chùm. Ủa em đang làm gì vậy Linh? Em chấm lại nè chứ. Chấm cái gì? Chấm cái mặt. Chấm một. Có gì đâu. Cái gì mới rớt vậy? Có cái gì rớt đâu. Không lộn lên cho ba coi. Em mang giày vậy? Dạ. Cái bút này nè ba. Giống màu con ba. Chấm cái này. Ủa cái này cái viết mà. Thì cái viết mà. Thì sao chấm lên mặt nó? Đây là sao con? Mẹ con nói vì sự nghiệp ngày mai có ba nên là phải chấm. Con em nó không biết, nó nói em bậy á. Thôi em lên. Đứng lại. Em làm vậy để được gì hả Linh? Tại sao mượn một đứa con nít đi làm chuyện này hả? Hả Linh? Em quá đáng lắm luôn á. Em thấy chưa, tại con hết trơn á, mẹ nó không được xuống đây nè mà. Đi lên ba. Vì sự nghiệp ngày mai có ba là gì vậy ba? Là sao vậy chị hai? Chị cũng không biết là gì vậy ba. Thôi con đừng quan tâm chuyện đó, tụi con chỉ biết là ba của tụi con được rồi. Dạ.